chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không, bạn chỉ cần thử đặt anh ấy vào 3 tình huống này là rõ ngay. Lúc bạn than vãn chán nản. Cuộc sống luôn có những lúc mệt mỏi chán chường, không như mong muốn của ta. Và vào những lúc đó, phụ nữ thường than vãn với người đàn ông mình tin tưởng yêu thương. Đây chỉ là một cách giải tỏa để họ thấy thoải mái hơn. Khi phụ nữ cạn năng lượng như thế, đàn ông tử tế sẽ tìm cách để an ủi động viên. Họ sẵn sàng nghe hết những lời than thở, tỉ tê của bạn, vì họ hiểu đó là cách tốt nhất để bạn thấy dễ chịu hơn, và họ không bao giờ muốn bạn cô đơn khi tâm trạng đang tồi tệ. Ngược lại, đàn ông vô tâm sẽ thấy bạn rất phiền phức vào lúc đó. Vì không yêu thương bạn nhiều, nên họ sẽ cho rằng bạn lắm lời và không quan tâm bạn cảm thấy thế nào và đã gặp chuyện gì. Tình huống liên quan đến tiền bạc. Tình yêu và tiền bạc là hai đầu thái cực, mâu thuẫn nhau để làm rõ nhau nhất trong một mối quan hệ. Muốn biết đàn ông yêu nhiều hay ít, thật lòng hay giả dối, bạn chỉ cần đặt anh ấy vào tình huống liên quan đến tiền bạc. Với đàn ông, tình cảm họ đặt ở đâu, họ sẽ chút tiền vào đó. Nếu họ yêu bạn chân thành, họ sẽ không tiếc tiền để cho bạn thứ tốt nhất. Ngược lại, nếu đàn ông không yêu bạn đủ nhiều và thật lòng, tiền bạc sẽ là vấn đề họ không muốn chia sẻ với bạn. Hoặc bạn có thể thử đặt tình huống khi tài chính của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, thì liệu bạn có thấy được sự thật lòng của anh ấy không? Thật ra, dùng tiền để thử tình cảm không hẳn là một cách hay. Nhưng nhìn cách đàn ông sử dụng tiền hay vị trí tiền bạc và bạn trong lòng anh ấy thế nào, sẽ biết anh ấy yêu bạn nhiều hay ít. Nếu thật sự yêu thương bạn, đàn ông sẽ luôn ưu tiên bạn hơn tiền bạc. Các bạn thân mến, đàn ông yêu thật lòng thì dù trong trường hợp tình huống nào, bạn vẫn sẽ thấy sự dịu dàng trong tình yêu của họ dành cho bạn. Ngược lại, đàn ông không thật lòng hay yêu bạn nhiều thì chỉ cần đặt vào vài tình huống nhạy cảm, chắc chắn bạn sẽ thấy rõ trái tim của anh ta. Sau những lần cãi vã, các cặp đôi yêu nhau bền vững không bao giờ thiếu những trận cãi vã. Họ càng cãi nhau nhiều thì chỉ càng thấu hiểu nhau hơn. Và muốn biết một người đàn ông có thật lòng với bạn không, cứ quan sát anh ấy sau những lần lời qua tiếng lại. Người đàn ông yêu chân thành sẽ luôn nhường nhịn dù bạn sai rành rành, hay kiên nhẫn với bạn trong những lúc bạn mất kiểm soát. Người đàn ông tốt thường lao vào công việc hay các mối quan hệ bạn bè sau những lúc cãi nhau căng thẳng. Họ muốn cho cả hai thời gian suy nghĩ, bình tâm lại để tìm hướng giải quyết. Nhưng đàn ông không thật lòng sẽ nhân cơ hội đó để ra ngoài tìm những mối tình dự bị. Hoặc khi cả hai cãi nhau, anh ta sẽ không bao giờ nhường bạn, luôn khăng khăng là mình đúng và chỉ đợi bạn xuống nước trước để dỗ dành anh ta mà thôi. Ba vật báu của cuộc đời rất quan trọng mà nhiều người không biết, bạn nhất định phải giữ nó. 1. Ba điều quý báu của cuộc sống: khiêm tốn, lịch sự và khen ngợi. Cư xử ở thế gian, hèn mọn là vua, ba người thì phải có một người làm thầy. Sống trên đời, khiêm tốn là tốt nhất, nhã nhặn là vẻ đẹp, khen ngợi là trí tuệ. Biết khiêm tốn có thể nhìn rõ bản thân hơn, biết lễ độ có thể tu dưỡng khí chất tốt hơn, biết khen ngợi thì cuộc sống mới có thể thăng hoa. Khiêm tốn có thể khiến bản thân tiến bộ, lịch sự có thể được người khác tôn trọng và dễ công nhận hơn, lời khen ngợi có thể giành được sự ủng hộ. Sự khiêm tốn, lịch sự và khen ngợi có thể tích lũy được danh tiếng tốt cho bản thân. 2. Ba bảo bối giữ gìn sức khỏe: tinh, khí và thần thái. Đầy đủ, tràn đầy năng lượng và mạnh mẽ là ba trạng thái tốt nhất của cuộc sống đối với một người. Bản chất của tu luyện đạo gia là luyện khí để chuyển hóa tinh thần, luyện khí để lấy lại sự trống không. Mỗi khi kết thúc buổi tập, bạn luôn tràn đầy năng lượng mà không cần phải nghĩ đến mùi vị của thức ăn, năng lượng tràn đầy mà không phải phụ thuộc vào giấc ngủ. Con người nếu thiếu tình thì sẽ thiếu khí, thiếu tình thì sinh ra suy nhược, có thể thấy rằng không có tình thì không có thần thái. 3. Ba vật báu của hạnh phúc: giản dị, mãn nguyện và biết ơn. Lòng người giản dị thì hạnh phúc, sống mãn nguyện thì mới có hạnh phúc, biết ơn thì sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Hạnh phúc là đơn giản và hạnh phúc
hài lòng là tốt, hài lòng luôn luôn hạnh phúc, biết ơn là tốt, và biết ơn có thể mang lại hạnh phúc hơn. Phức tạp thì mệt mỏi, ham muốn quá nhiều, dễ đánh mất mình, không hiểu lòng biết ơn, đường càng ngày càng hẹp. Con người sống một đời, nhưng hãy tìm kiếm sự đơn giản, học cách bao dung và sử dụng một trái tim biết ơn sẽ gặp được những gì đẹp nhất. 4. Ba kho báu của tu dưỡng: bình tĩnh, tử tế và nội tâm. Sau khi trải qua một số việc, nhìn rõ một số người, nhìn thấu một số việc, người ta sẽ nhìn vào bản thân rất nhiều và ngày càng bình tĩnh hơn, biết cách đối xử tốt với người khác, đối xử tốt với bản thân và học cách tự suy ngẫm. Bình tĩnh là một trạng thái, tử tế là một loại tốt bụng. Hướng nội, nhìn vào bản thân, là một loại nhận thức, tự mình rèn luyện và điều chỉnh hành vi. Thành tích càng cao, càng bình tĩnh, tử tế và càng tự phản ánh nhiều hơn. 5. Ba kho báu làm người: nghiêm túc, có trách nhiệm và đảm đang. Hãy nghiêm túc, chịu trách nhiệm và làm tốt công việc mình được làm. Con người không sợ mắc lỗi, chỉ sợ biết lỗi mà không biết sửa chữa, không nhận lỗi và trốn tránh trách nhiệm. Điều này thật đáng xấu hổ và đáng ghét. Làm việc gì cũng nghiêm túc, việc gì nên làm, việc gì phải chịu, việc gì nên chịu trách nhiệm, dũng cảm gánh chịu. Đây là cách làm nên việc. 6. Ba vật báu của sức khỏe: ăn được, uống được và ngủ được. Sống khỏe mạnh là một loại chiến thắng. Có sức khỏe thì sẽ có tất cả. Một người được ăn, uống, ngủ được là điều hạnh phúc nhất. Nếu bạn ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon thì còn gì giàu có hơn. Sức khỏe là tốt nhất và sức khỏe là cái đắt nhất. Bạn có thể ăn, uống và ngủ. Cuộc sống này thật đáng giá làm sao. 7. Ba kho báu của trái tim con người: chân, thiện và khoan dung. Con người sống luôn dựa vào thực tế. Chân thực sẽ khiến người khác tin cậy. Con người sống đôi khi cần dựa vào lòng tốt của nhau. Người tử tế có nhiều người tốt muốn kết bạn. Hãy luôn đối xử tốt với người khác và bản thân. Nếu trái tim không chân thật thì khó gắn kết với nhau. Nếu trái tim không tốt thì khó lòng thanh thản, không hiểu lòng bao dung thì khó được với nhau. Là một con người, chúng ta cần hiểu rằng chỉ có sự thật mới đổi lấy được sự thật. Vậy nên cần đối xử tử tế và bao dung với nhau hơn. 8. Ba kho báu của thành công: thời gian, địa điểm và con người. Một người muốn thành công thì chăm chỉ là điều rất quan trọng, kiên trì là rất quan trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đúng lúc, đúng nơi và hòa hợp mọi người. Nếu không thì, dù bạn có chăm chỉ đến đâu và dù bằng cách nào, kiên trì cũng sẽ vô ích. Người có thể thành công là người giỏi nắm bắt thời cơ, thực tế là người giỏi nắm bắt thời gian, địa điểm, nhân hòa. Có câu nói là nắm bắt xu thế, đi theo xu hướng. 9. Ba vật báu của gia đình: hòa thuận, yêu thương lẫn nhau và bao dung. Một gia đình thịnh vượng, quan trọng nhất là hòa thuận, yêu thương lẫn nhau, bao dung lẫn nhau. Một tổ ấm như vậy sẽ ấm no hạnh phúc. Nhà không cần to, giàu, sang, chỉ cần ba điều quý giá sau: hòa thuận, yêu thương lẫn nhau và bao dung. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên ấn like, share và chia sẻ kênh YouTube của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.